Ứng dụng thành quả của công trình đoạt giải thưởng Nobel hoạt chất sinh học AH8 là giải pháp mới chống nhăn, đẹp da dành cho phái đẹp. AH8 có trong serum Valentine có tác dụng làm cho các cơ dưới da được thư giãn nhẹ nhàng, làm đẹp da chỉ sau một tuần sử dụng. AH8 đặc biệt an toàn khi sử dụng lâu dài, làm giảm độ sâu của các nếp nhăn. Qua tuổi 30, hàng thấy xuất hiện khá nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt, rãnh mũi và khóe miệng. Hàng chọn sử dụng sản phẩm serum Valentine rất là bất ngờ, da hàng căng mịn, nếp nhăn mờ đi hẳn. Bạn bè hàng nói là nhìn hàng trẻ ra mấy tuổi, hàng luôn chọn và giới thiệu với bạn bè sản phẩm mà hàng tin tưởng nhất, serum Valentine. Mỗi lần đăng ảnh rồi nhận được comment là dạo này nhìn già đi, da có nhiều nếp nhăn thì thật sự là thấy buồn lắm luôn. Mình đã sử dụng serum dưỡng trắng đẹp da Valentine cũng lâu rồi. Da mình căng mịn, những nếp nhăn mờ đi và da trắng lên rõ. Thành tựu của nghiên cứu đạt giải Nobel mà, tội gì mà không dùng. Serum dưỡng trắng đẹp da Valentine, làm đẹp và chống nhăn diệu kỳ từ giải thưởng Nobel. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.